trường mình hôm nay là tiến sĩ Lê Thẩm Dương ạ, là một trong những tiến sĩ rất là nổi tiếng trong cái việc giải quyết thắc mắc của học sinh sinh viên, và chúng mình và học sinh của Đại học Đại Nam được đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Em cảm thấy rất là vinh dự, cảm thấy rất là vui khi nhà trường đã tạo điều kiện hết sức cho bọn em để có những kinh nghiệm cũng coi như là bước đệm để bước tiếp trong 4 năm đại học ạ. Em rất cảm kích vì thầy Lê Thẩm Dương đã dành thời gian cho bọn em để nói cho bọn em những cái bước đầu, những cái kiến thức cần trang bị trước khi bước vào cánh cổng đại học để chuẩn bị cho một tương lai. Và em rất vui khi được trò chuyện và trao đổi những kiến thức rất bổ ích cùng với thầy trong cả buổi sáng ngày hôm nay ạ. Em thấy buổi talk show hôm nay rất là tuyệt vời, rất là bổ ích, và em có những cái kiến thức mới để tiếp tục cái mục tiêu của mình đã chọn. Cảm xúc của em lúc này cảm thấy rất vinh hạnh khi mà được gặp thầy tiến sĩ Lê Thẩm Dương, một người có kinh nghiệm và có nhiều kiến thức bổ ích để giúp cho bọn em trưởng thành hơn trong việc học tập và cả trong đời sống. Em cũng rất là cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em có một buổi talk show đầy bổ ích và đầy ý nghĩa. Đã định hướng ra được cho bản thân là mình đã phải làm những cái gì, bước tiếp theo của mình là như thế nào á. Và em rất là cảm ơn nhà trường đã tạo ra một buổi talk show rất là có ý nghĩa như ngày hôm nay ạ.